Trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng của Ba Tư Văn. Và hôm nay em Công đưa tới cho anh chị một cái mẫu xe crossover hiện đại bậc nhất hiện nay và là một chiếc xe bán chạy nhất hiện nay anh chị nhé. Đây là cái chiếc xe được sản xuất 2021, là phiên bản L cao cấp nhất và nó chính là chiếc xe được trang bị hệ thống sensing, là cái hệ thống an toàn gồm 5 tính năng an toàn được trang bị đầu tiên trên Honda. Vậy hệ thống sensing là gì? Là cái hệ thống được trang bị với 5 công nghệ ưu việt: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, 2 hệ thống phanh thích ứng tự động AHB, 3 là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp ACC, 4 hệ thống giảm thiểu trạch làn đường RDM, 5 hệ thống hỗ trợ làn đường NKAS. Với 5 hệ thống an toàn này là 5 hệ thống hiện đại bậc nhất thế giới đã được Honda trang bị trên cái sản phẩm CR-V. Và CR-V 2021 là phiên bản L, là sản phẩm đầu tiên được trang bị công nghệ an toàn sensing này. Chính vì thế cho nên CR-V này nó được đánh giá là chiếc xe đáng đi hạng nhất phân khúc xe súp gầm cao 7 chỗ ngồi anh chị nhé. Xe được trang bị vô số nhiều công nghệ, tính năng an toàn. Một chiếc xe đẹp gắt, một chiếc xe mà chỉ lăn bánh 3,6 vạn, 4 lốp theo xe cả dàn, sơ cua chưa hạ. Xe được trang bị cam 360 độ, hệ thống an toàn vòng xung quanh xe, đèn full LED trước sau, hệ thống nao răng phay, thiết kế hình bông hoa, cực đẹp luôn. Và chiếc CR-V bản L này, nó là một sản phẩm cực kỳ chất lượng, mới được cập bến tại bên công ty. Hôm nay em Công sẽ làm video review trực tiếp và chi tiết chiếc xe này, để những bác khách hàng nào mà đang quan tâm tới sản phẩm CR-V này có thể theo dõi trực tiếp luôn các bác nhé. Vâng, với sản phẩm Honda CR-V 2021 phiên bản L cao cấp bậc nhất được trang bị 5 chế độ an toàn, đó là gói sensing dành riêng cho cái sản phẩm này, thì đây thực sự là một sản phẩm siêu chất lượng. Anh chị có thể nhận thấy được là lớp sơn màu đen của chiếc xe này là còn zin nguyên đến 95% luôn anh chị nhé. Đây là một cái sản phẩm xe chạy ít và cực kỳ được giữ gìn. 2021 thì nó rất là mới rồi đúng không anh chị? Rất là mới luôn rồi. Anh chị có thể nhận thấy được độ mới của xe thông qua cái bộ la răng này, đúng không ạ? La răng rồi lốp này, lốp theo xe cả dàn luôn. Và xe được trang bị khối động cơ 1.5 turbo, cho nên dành riêng cho phiên bản này là phiên bản này được trang bị 1.5 turbo. Nó chỉ có mức tiêu nhiên liệu đó là 5,7 lít/100 km thôi. Và nếu như chạy được kết hợp chỉ có 6,9 lít thôi, thì đây nó là mức tiêu hao nhiên liệu mà ít nhất cho một cái chiếc xe phiên bản 7 chỗ ngồi. Mà đối với dòng xe đến từ thương hiệu Nhật thì chắc chắn nó sẽ là chiếc xe vô cùng bền bỉ và vô cùng đáng đi luôn. Những bác nào đang tìm sản phẩm CR-V thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Công để có thể là lựa chọn siêu phẩm này. Với sản phẩm CR-V 2021 này thì nó được trang bị full kịch công nghệ luôn anh chị nhé. Ta có thể nhận thấy toàn bộ ghế da của xe đó là ghế da nguyên bản, và hàng ghế lái được trang bị đó là ghế điều chỉnh điện, ghế da đục lỗ thông thoáng này, bản ghế ngồi rộng này, trang bị đến 6 túi khí an toàn. Xe lăn bánh ở đây đúng 3,6 vạn chuẩn anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, em sẽ nổ máy này, bao lịch sử và bao test hãng luôn cho anh chị này. 3,6 vạn chuẩn, 4 lốp theo xe cả dàn, sơ cua chưa hạ. Bản thân chiếc CR-V bản L thì được trang bị màn hình 7 inch để ấn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh, hộp số tự động CVT cao cấp anh chị nhé. Trang bị đó là phanh tay điện tử này, đấy, brake hold này, và chế độ icon, van biến thiên đốt cháy nhiên liệu. Và đặc biệt anh chị nhìn thấy độ sang xịn của cái chiếc xe thông qua thiết kế nội thất, ngoài chất liệu da ra còn chất liệu gỗ này, gỗ thật luôn, rất là đẹp. Hệ thống 6 túi khí an toàn, 8 loa trang trí vòng xung quanh xe thì nó tạo cái âm thanh cực kỳ tuyệt hảo cho người sử dụng. Một sản phẩm mà vừa có độ an toàn cao, vừa có chất lượng tuyệt hảo thì chỉ có CR-V nó mới đạt được độ chuẩn như thế này thôi các bác nhé. Đấy, nó mới đạt được độ chuẩn như thế này thôi. Ghế da mới xuất sắc, một chiếc xe mà
không có điểm chê luôn. Không có điểm chê luôn các bác nhé. Ta có thể nhận thấy được rằng là gì đây? Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh này. Cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Chỉ có bản L thôi các bác nhé. Bản L là bản cao cấp nhất. Và một cái trang bị dành riêng cho bản L mà những bản khác không có được, đó chính là sạc điện không dây. Sạc điện không dây rất tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện thoại nhiều trong quá trình di chuyển, bệ tì tai. Và các bác nhìn thấy độ sang của chiếc xe ở những cái phần vân gỗ này, được trang bị ở các viền yên ngựa cũng như là viền táp ly, táp lô của xe, nhìn rất là sang chảnh. Vô lăng tích hợp nhiều bàn phím chức năng, bọc da cao cấp và có thương hiệu logo Honda ở phía đằng trước. Có được trang bị đó là hỗ trợ cảnh báo làn đường. Đấy, đây là chế độ chống buồn ngủ các bác này, chống buồn ngủ này. Đấy, đây là chế độ chống buồn ngủ Cruise Control đi ga tự động các bác nhé. Rất nhiều công nghệ cao cấp tiên tiến được trang bị cho chiếc xe này mà chỉ có ở phiên bản này mới có được thôi. Đây là những chế 5 chế độ an toàn dành cho chiếc xe này các bác nhé, mà em đã vừa đọc ở phần đầu. Đó là gói Sensing được trang bị lần đầu tiên trên các dòng xe tại Honda. Và nó đã được người dân Việt Nam đánh giá rất cao về cái chất lượng của chiếc xe này. Và các bác nhìn đây, táp ly được trang bị vân gỗ thiết kế với các chất liệu da cao cấp được trang bị cho chiếc xe này. Ngồi lái chiếc CRV này thì đẳng cấp và rất là chắc chắn luôn. Đây các bác nhìn này, tất cả từng con ốc của xe là nguyên zin và nguyên bản nhé. Đây là chiếc xe mà bên em mua chính chủ và có gói bảo hành chính hãng các bác nhé. Cho nên khi các bác mua chiếc xe này thì là hoàn toàn yên tâm tuyệt đối, bên em bao test hãng cũng như là bảo hành chiếc xe không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích. Xe zin và nguyên bản 100% luôn. Sản xuất đời 2021 các bác nhé, phiên bản L cao cấp nhất. Chiếc xe này thì là đã lắp ráp tại Việt Nam và có 15% Việt Nam hóa. 15% Việt Nam hóa có nghĩa là chiếc xe này có tới 85% vẫn là hàng nhập khẩu. Đấy, vậy cho nên là các bác hãy chú ý rằng là cái chất lượng của dòng nhập khẩu thì nó tốt đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Đây các bác nhìn, khoang lái phía đằng sau này. Khoang lái phía đằng sau cũng thực sự nổi bật luôn. Với cái chất liệu da cao cấp được máy rất đẹp và rất là thời trang thì cái chiếc Honda CR-V nó nổi bật hoàn toàn. Nổi bật hoàn toàn so với lại những cái phiên bản cạnh tranh với nó. Honda CR-V có lẽ là mẫu xe bán chạy chỉ sau Santa Fe thôi. Nhưng cái mức giá thành của Honda CR-V êm hơn rất nhiều so với Honda với lại Honda Hyundai Santa Fe các bác nhé. Và độ bền bỉ, độ tiết kiệm nhiên liệu của nó thì vượt trội hơn hẳn so với Santa Fe. Nhưng Santa Fe thì vẫn được ưa chuộng hơn bởi vì là nó là cái mẫu xe nó rộng hơn một chút này. Và nó cũng là mẫu xe nhiều công nghệ hơn một chút này. Nhưng về cái chế độ an toàn và các tính năng an toàn thì chắc chắn CR-V này là vượt trội hơn nhiều so với Santa Fe. Chính vì thế cho nên là những bác mà ưa thích sự an toàn và độ êm ái khi chuyển động. Và đặc biệt thì cái hệ thống gầm của chiếc xe Honda CR-V này thì là được hãng trang bị, đó là sắt xi rời so với lại sắt xi liền như là phiên bản kia. Đấy, thì là sắt xi rời thì các bác đi vào những cái khúc đường cua cũng như là những cái chỗ sóc ấy, thì sắt xi rời nó sẽ tạo độ êm ái hơn rất nhiều so với lại phiên bản sắt xi liền như là hãng Santa Fe. Và các bác nhìn này, từng chi tiết xe là nguyên zin nguyên bản, cốp là cốp điện các bác nhé, cốp là cốp điện luôn. Và hệ thống cốp chỉ cần một nút bấm thôi. Honda CR-V thì cũng hơi chật hơn Santa Fe một chút, nhưng thôi, tất cả mọi chiếc xe đều có điểm mạnh và đều có điểm yếu mà ta đều phải chấp nhận. Ta thích Santa Fe thì ta mua Santa Fe, còn thích CR-V thì ta mua CR-V. CR-V lại vượt trội hơn hẳn khả năng vận hành êm ái và chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Thay vì máy xăng của Santa Fe đó là 2.0 thì CR-V này chỉ có máy xăng 1.5 lại hỗ trợ turbo và hộp số CVT, cho nên nó giảm thiểu được độ tiết kiệm nhiên liệu một cách tuyệt đối nhất anh chị nhé. Full LED ở phía trước và full LED ở phía đằng sau. Sơn xi của xe còn zin và nguyên bản đến 95% luôn anh chị ạ. Bốn lốp còn theo xe cả già. Form dáng xe đẹp. Một mẫu crossover 7 chỗ ngồi đứng hạng nhất luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, lốp dày cộp luôn. Sơ cua còn chưa chạm đất, có trang bị bậc bệ lên xuống đầy đủ này. Một chiếc xe siêu chất lượng luôn. Camera hành trình, cảm biến an toàn vòng xung quanh xe luôn các bác nhé. Với CR-V này thì nó là chỉ có 15% nội địa hóa, cho nên là lốp vẫn được trang bị lốp Michelin là lốp Thái. Còn nếu như mà với phiên bản Santa Fe thì nó đã nội địa hóa gần như hoàn toàn rồi.
thì chiếc xe chỉ được trang bị lốp, đó là lốp lốp Việt thôi, đó là lốp Kumo, là lốp Việt các bác nhé. Thì đó cũng là sự khác biệt về chất lượng. Lốp Michelin thì các bác biết rồi, nó là một cái dòng lốp nó luôn luôn là cho cái chất lượng rất là tốt luôn, rất là ngon luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chất lượng xe phải nói là tuyệt đỉnh. Full LED, đèn full LED ở phía trước và phía đằng sau, và đèn dài LED ban ngày được thiết kế ở phía đằng dưới. Với cái sự thiết kế đó là cái phần mặt ca lăng đã được mở rộng hơn, và nhìn cái chiếc CR-V ở phía đằng trước nó rất là bệ vệ, rất là bệ vệ luôn. Và về form dáng của CR-V thì không có điểm chê luôn. Và điểm mạnh của CR-V đó cũng chính là cỗ máy. Đó cũng chính là cỗ máy. Các bác nhìn này, zin tuyệt đối luôn nhé, zin tuyệt đối, tất cả mọi tem mác của xe còn zin nguyên. Và cỗ máy chính là điểm mạnh của chiếc xe này. Các bác nhìn này, từng con ốc luôn, em quay rất là kỹ, quay rất là từ từ và quay rất cẩn thận để cho các bác nhìn toàn sát thật là kỹ. Từng con ốc đó là sự nguyên zin và sự nguyên bản. Bao bảo hành test hãng, bao chất lượng cho anh chị, bảo hành 1 năm về máy, lỗi do nhà sản xuất các bác nhé. Các bác nhìn này, từ những con ốc, tất cả những con ốc mà em quay ở đây là giữ lại để lưu bảo hành cho anh chị. Nếu anh chị ở xa, em sẽ cho ship xe đến tận nơi để anh chị có thể là chốt chiếc xe này. Vâng, anh chị nhìn này, từng con ốc xe nó còn zin zin và nguyên bản luôn. Với Ba Tư Phan là nói không với những chiếc xe kém chất lượng, nói không với những chiếc xe tai nạn đâm đụng ngập nước các bác nhé. Và máy của Honda thì nó là đứng hạng nhất rồi. Nếu như đặt máy Honda ở chất lượng số 2 thì chắc chắn không ai dám nhận số 1, bởi vì Honda là một hãng xe Nhật cực kỳ nổi tiếng và đã quá quen thuộc với thị phần Việt Nam. Đây, các bác xem chất lượng máy nổ êm đi thít luôn. Công nghệ máy 1.5 turbo cực kỳ cao cấp đến từ Honda. Máy zin tuyệt đối các bác nhá, zin tuyệt đối, không phải bàn về chất lượng của xe đâu, quá chất lượng rồi. Vậy thì với mẫu Honda CR-V 2021 phiên bản L, với công nghệ được trang bị lần đầu tiên trên các chiếc ô tô tại Việt Nam, đó là công nghệ sensing, gói sensing với 5 chế độ an toàn, đúng không ạ? Với 5 chế độ an toàn được hãng trang bị, đó chính là những công nghệ mà phục vụ trực tiếp vào trong quá trình sử dụng của người dân. Em sẽ đọc lại cái gói sensing này để chị có thể thấy được rằng là Honda CR-V thực sự đẳng cấp và hướng đến sự an toàn cho người sử dụng. Gói sensing này gồm 5 chế độ như sau. Một, đó là phanh giảm thiểu va chạm CMBS. 2, đó là đèn pha thích ứng tự động. 3, đó là kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ, giải tần thấp. 4, đó là cảm thiểu giảm thiểu trạch làn đường RDM. 5, đó là hỗ trợ giữ làn đường. Và với 5 tính năng an toàn này chính là điểm mạnh và chính là những gì tốt đẹp nhất mà hãng trang bị cho người sử dụng. Và người sử dụng lựa chọn Honda bởi vì Honda hướng về người tiêu dùng. Với giá lăn bánh của chiếc xe này trước kia là gần 1.3 tỷ, nhưng chiếc xe CR-V 2021 bản L cao cấp này chạy 3.6 4 lốp theo xe cả dàn, xe nguyên zin bản 100% đang được bán tại Ba Tư Phan trực tiếp, đó là 875 triệu đồng anh chị nhé. 875 triệu đồng cho chiếc Honda CR-V này. Nếu anh chị muốn mua chiếc xe này thì anh chị hãy điện thoại trực tiếp cho em Công theo số hotline, đó là 0964 834 834 anh chị nhé. Vâng, em sẽ chốt cho anh chị mức giá tình yêu, có bớt lộc cho anh chị thiện chí. Ba Tư Phan, địa chỉ 32 An Định, thành phố Hải Dương. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và mời anh chị tới 32 An Định, thành phố Hải Dương để có thể xem, đi thử và chiếc xe này. Nếu anh chị có bất cứ thắc mắc nào về chiếc xe này thì xin hãy liên hệ trực tiếp với em. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.